Rồi máy nha, máy vẫn chạy bình thường nha. Máy vẫn chạy. Rồi, viết. Rồi, xong chị. Rồi, viết trái lên kè. Một. Trái. Một. Bảo chú ý, khi chân trái đưa lên, cổ chân thẳng. Mặt dưới bằng chân, cách mặt đất 25 cm. Bảo đưa lên. Được. Chị lại chú ý. Khi đưa cái tay lên, nắm tay cách người 20 cm. Được. Lâu chút rồi mới độ kinh dậy. Khi tôi ô 2, đồng chí đưa chân phải lên, đồng thời đánh tay trái, tay phải lên như độ 1, 2. Chú ý nè, điều chỉnh cách chiến sĩ. Lòng bàn chân mới sâu sâu với mặt đất. Đó, 1, làm chiến sĩ mới chú ý. Khi đưa chân lên, lòng bàn chân song song mặt đất, đấm với bẻ thẳng cổ chân ra. Một. Được. Một. Đồng chí chú ý kết hợp động tác cánh tay và động tác cơ chân. Đồng chí lai thẳng cổ chân. Được. Sau đây đồng chí trung đội trưởng chỉ thị cho trung đội luyện tập. Trung đội đồng chí chú ý nghe theo mệnh lệnh chỉ huy của đồng chí trung đội trưởng, phải chưa? Đó. Chỉ đặt cho kè nó lâu xíu. Cho hai đồng chí nó rung. Cảm ơn vậy nó mới đúng đó. Đúng rồi, đúng rồi, lâu chút luôn. Lâu xíu nữa em. Để lâu xíu nữa. Đúng rồi, chú ý thẳng chân. Được. Đồng chí lại chú ý tay sau đưa ra cái thắt người. Được. Các đồng chí đều giữ chú ý chỉnh sửa trong lôi. Cần cái mặt đó thằng. Cắt nha. Cắt máy nha.